Các tường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, các tường mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Donald Trump và tuổi Kamala Harris. Cụ Biden mất trí nên làm chuyện gọi là rời ơi đất hỡi khi đề nghị cải tổ tòa án tối cao. Bà Kamala bị phó tướng của Tổng thống Trump Sidivan chặn họng. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, khi nói về một vị thế của một minh chủ võ lâm tân thời, đó là nói đến vị thế của một tổng thống Hoa Kỳ. Bởi vậy, cử tri nói riêng và người dân Mỹ nói chung, căn cứ vào thể lực, năng lực và trí tuệ để họ bầu người lãnh đạo Hoa Kỳ, nhất là kinh nghiệm những chính sách đối nội và đối ngoại, chứ không phải nói về so sánh số tuổi. Nhiều tuổi như thể lực của Tổng thống Trump, như trung niên, minh mẫn, trí tuệ. Ít tuổi như Kamala Harris chỉ biết nghe hàm ra, xóa mái cười chứ không có một chút kinh nghiệm gì trong chính trường. Bây giờ chúng ta so sánh hai ứng cử viên Dĩ nhiên là Tổng thống Trump đại diện đảng Cộng Hòa và gần như 100% Kamala Harris đại diện cho đảng Dân Chủ. Cụ Joe Biden coi như không còn tồn tại trên chính trường Mỹ, dù đến 20 tháng 1 năm 2025, cụ mới rời nhiệm sở. Nói về thế lực, nhìn suốt mấy năm nay, Tổng thống Trump đi vận động tranh cử không ngừng nghỉ, bay nhiều ngày, nhiều đêm, nhiều nơi không mệt mỏi. Chưa một lần thấy ông than vãn hay bất cứ ai nói về sự e ngại sức khỏe của ông và nhất là sức chịu đựng về tinh thần, một tinh thần sắc, sẵn sàng đối đầu với hàng trăm hàng ngàn thế lực vùi chụp và đánh phá ông. Nhất là gần đây nhất trong ngày 13 tháng 7 năm 2024, phản ứng về sự kiện ám sát, ông không hoảng sợ, không chùn bước, vẫn kiên cường, vẫn can trường đứng lên, dơ cao cánh tay với nắm đấm, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, một cách dũng mãnh hùng hồn. Đó là thông điệp sẵn sàng chiến đấu tới cùng cho người dân và đất nước Hoa Kỳ trong bất cứ tình huống nào. Đặt trường hợp Joe Biden và Kamala Harris với gặp những sự việc tương tự, không biết phải cần mặc bao nhiêu chiếc tả để chứa đựng cho hết những vải ruông sợ. Nói về chính sách đối ngoại, đối với kẻ thù đang bá đạo, đang vương cánh tay bạch tuộc của tàu cộng, Tổng thống Trump sẽ đặt vấn đề thuế, con đường tơ lụa, biển động và nhất là nạn ăn cấp trí tuệ. Với những thế lực tàn bạo không kém như Putin, Tổng thống Trump chỉ cần 24 giờ đồng hồ chiến tranh Nga và Ukraine phải chấm dứt. Kim Jong-un của Bắc Hàn phải đem những đầu đạn nguyên tử cất vào kho. Iran khép lại chương trình chế tạo bom hạt nhân và khủng bố tại Trung Đông tuyệt đối bị tiêu diệt. Nhưng Tổng thống Trump bật đèn xanh cho đội biệt kích tiêu diệt khủng bố ISDS, nhà nước Hồi giáo tự xưng. Và trái độ của khu vực Gaza giữa Hamas và Do Thái phải các cuộc hòa đàm, chấm dứt bom đạn nã vào nhau và nói đúng hơn hết là chấm dứt sự chết, không ai chết nữa. Đối với đồng minh NATO, Tổng thống Trump sẽ đặt vấn đề về ngân sách quốc phòng của từng quốc gia trong khối Bắc Đại Tây Dương thịnh vượng chung, cho đến khi NATO phải tự đứng trên đôi chân mình trước khi ỉ lại vào Mỹ. Đây là khí cạnh mà các quốc gia trong khối NATO ăn chặn ăn lường Hoa Kỳ hơn nửa thế kỷ qua. Không quốc gia nào chịu bỏ tiền vào quốc phòng 2%, trong khi đó Hoa Kỳ phải đóng vào 4,3% tổng sản lượng mỗi năm. Chính sách đối ngoại đối đầu với kẻ thù phải triệt để triệt hại, và đối với đồng minh phải bình đẳng và sông phẳng. Chính sách này, so Biden và Kamala Harris học ngàn đời cũng không thực hiện được, ngoài chuyện luôn cuối. Nói về chính sách đối nội Vấn đề biên giới ngày nay là nỗi kinh hoàng của người dân Hoa Kỳ. Tổng thống Trump hứa ngay đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc sau khi đất cử, ông sẽ giải quyết nạn di dân bất hợp pháp, cho xây một bức tường biên giới sẽ trục xuất những thành phần di dân lậu nguy hiểm, giải quyết từng hồ sơ tị nạn, nhưng phải ở bên kia biên giới. Vấn đề này là trách nhiệm của bà Kamala Harris, nhưng suốt hơn 3 năm rưỡi, bà ta không làm được gì, và càng thậm tệ hơn bà chỉ đến thăm biên giới Mỹ mễ một lần, tại thành phố El Paso, nơi không có di dân lậu vượt biên. Đã vậy không tròn trách nhiệm mà Kamala Harris lại cổ động mở rộng biên giới. Dưới triều đại của Joe Biden và Kamala Harris, số lượng di dân bất hợp pháp tràn vào nội địa Hoa Kỳ cao kỷ lục lịch sử di trú, làm cho xã hội bất ổn, tình trạng cướp bóc, hãm hiếp, giết người, buôn người, buôn ma túy, buôn lậu, tội phạm nhiều hơn, tàn bạo hơn. Tổng thống Trump khuyến khích tất cả những hãng sự của Mỹ từ ngoại quốc đem về sản xuất hoạt động ở Hoa Kỳ với những mức thuế ưu tiên, khôi phục lại đường ống Keystone sản xuất dầu hỏa và khí đốt, không còn phụ thuộc vào thế giới mà còn sản xuất thặng dư cung cấp khắp thế giới. Từ đó, công an việc làm tăng cao, thất nghiệp giảm, lạm phát kéo xuống mức thấp nhất, cổ động ngành, địa ốc phát triển với phần lợi thấp ngoạn ngục, để người dân Hoa Kỳ ai cũng có thể mua được nhà. Bên cạnh, Tổng thống Trump sẽ phục hồi đạo đức cơ bản giáo dục trong các trường học, tài trợ ngân sách ưu tiên cho giáo dục, xây dựng và làm mới lại hệ thống hạ tầng cơ sở đường xá, cầu cống đã cũ và lỗi thời, khuyến khích và ủng hộ giới nông nghiệp sản xuất tối đa, ngũ cốc, gà vịt, heo bò với giá ẩm thực hàng ngày sạch, rẻ, ngon bổ. Một vấn đề mà Tổng thống Trump hàng đeo đuổi nhưng chưa thực hiện được ở nhiệm kỳ trước. Một vấn đề cốt lõi phải bứng rễ tận gốc thế lực ngầm, tác cạn đầm lầy tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vốn ngầm kiểm soát chính phủ, khuyên loát chính sách quốc gia, tạo nên những thế lực tham nhũng thối nát. So sánh với Kamala Harris, để tiến thân vào con đường chính trị, bà ta sử dụng vốn tự có từ thuở thiếu nữ cho đến ngày nay, ở tuổi 59. Về kiến thức luật và kinh nghiệm làm công tố viên, thành tích làm ngược duy nhất là xử năm vụ án, một trong năm tù oan đó là Conley, bị ngồi tù oan 18 năm và thành phố lấy tiền đóng thuế của dân bồi thường cho Conley 3,5 triệu Mỹ kim. Khả năng biện luận năm 2022-2023. Mỗi lần Kamala Harris nói và trả lời thì không ai hiểu bà ta muốn nói gì, để chữa quê và che đậy kiến thức giới hạn thì bà ta cười ngượng với giọng cười kinh dị. Nụ cười này nổi tiếng khiến cả thế giới đem ra chế giễu mỗi ngày qua clip YouTube. Kết luận, trong gần 4 năm qua, tất cả chính sách đối nội và đối ngoại của cặp bài trùng Joe Biden và Kamala Harris cho thấy hoàn toàn thất bại. Ngày nay, Joe Biden bị ép rút khỏi cuộc đua tranh cử, hay có thể gọi là bị đảo chánh. Đảng Dân Chủ hiện tại cố gắng đánh bóng một phụ nữ dị hợm, kinh dị và kém kiến thức, ý thức nhất lịch sử chính trị Hoa Kỳ để tranh cử chiếc ghế tổng thống. Nếu cử tri bầu cho Kamala Harris trước hết bầu cho một người vô tài bất tướng, có thể làm Hoa Kỳ đi vào đường cùng và có thể nói là làm nhục tất cả người quân dân Hoa Kỳ, cũng như sẽ được chính trường quốc tế cười mỉa mai khinh bỉ qua câu nói, nước Mỹ đã có một tổng thống lú lẫn, thiểu năng, bây giờ không lại có thêm một nữ tổng thống giống người bị thần kinh, chưa kịp uống thuốc đã trốn ra khỏi nhà thương, nghe thật kinh hoàng. Cụ Biden mất trí nên làm những chuyện gọi là dời ơi đất khởi khi đề nghị cải tổ tòa án tối cao. Thưa quý vị, trong khi cả nước quên bẵng Cụ Biden, thì Bắc Thành Linh sau nhiều ngày trốn dưới hầm tư gia tại Delaware vì Covid, Cụ Biden Bắc Thành Linh nhảy ra phức cờ nhắc nhở tôi vẫn còn là Tổng thống đây. Tuần rồi bất ngờ Cụ tung ra đề nghị cải tổ quy mô tối cao pháp viện, gồm 3 điểm, giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán là 18 năm, thay vì vĩnh viễn như hiện nay. Siết chặt các nguyên tắc đạo đức, nhắm đánh thẩm phán Clarence Thomas bị tố đi du lịch với tỷ phú và đòi tù chính hiến pháp để giới hạn quyền miễn tố của Tổng thống để giúp bắt nhốt Trump. Theo giới bảo thủ, của Biden cũng đang bị áp lực mạnh của khối cực tả, phải tìm đủ cách khóa tay tối ca pháp viện để hành pháp và lập pháp có thể đưa ra những chính sách thiên tả mà không bị ngăn cản bởi hiến pháp. Quan trọng nhất là việc giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán. Trên nguyên tắc, trên trang mạng của chính tòa Bạch Ốc, người ta vẫn còn thấy ghi rõ tại sao các thẩm phán được bổ nhiệm mãn đời. Đó là để bảo đảm các thẩm phán không bị chi phối bởi những xúc cảm nhất thời, cũng như không lệ thuộc vào những nhu cầu chính trị phe đảng, bầu bán. Điểm đáng nói là Biden đòi giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán tối cao pháp viện, mà lại im tre về nhiệm kỳ vĩnh viễn của các quan tòa cấp liên bang ở dưới. Chỉ vì Biden trong hơn 3 năm qua đã bổ nhiệm một con số kỷ lục cả trăm thẩm phán cấp tiến nhất vào hệ thống tư pháp liên bang. Hiển nhiên, đề nghị của cụ hoàn toàn có vẻ không tưởng, cho có để chứng minh cho Thiên hạ thấy cụ vẫn còn chưa đi bán muối. Trên thực tế, bỏ qua giá trị của những đề nghị của cụ, chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ bầu lại cả hạ viện và một phần ba thượng viện, sẽ có tổng thống mới nếu không là Trump thì là bà Kamala. Trong hoàn cảnh đó không có cách gì có thể sửa đổi hiến pháp kịp thời. Theo những đề nghị của cụ già mất trí Biden, mất trí nên làm những chuyện gọi là dời ơi đất hỡi. Bà Kamala bị phó tướng của Tổng thống Trump, CDven chặn họng. Thưa quý vị thân mến, trong một phim video quảng cáo trên cử, bà Kamala tố cáo ông phó của Trump, CDven là người chỉ biết trung thành tuyệt đối với ông Trump, không biết trung thành với tổ quốc là gì hết. Ngay sau đó, ông Ven đáp lễ ngay, "Chuyện tôi trung thành với ai như thế nào?" cứ nhìn vào tiểu sử của tôi, tôi đã mang thân ra hướng đạn cho tổ quốc khi đi lính thủy quân lục chiến, cũng như ông Trump đã hướng đạn cho thể chế dân chủ mới đây. Thế bà Kamala đã làm gì cho tổ quốc? Bà đã làm gì để chứng minh bà trung thành với tổ quốc trong khi cả nước đã nghe bà tung hô Biden từ gần 4 năm nay rồi?